Sáng ngày 26 tháng 9, Đảng ủy Công an huyện tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Bí thư Đảng ủy, trưởng Công an huyện quán triệt triển khai tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, kết luận số 49 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết luận số 50 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 51 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường. Kết luận số 52 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức. Kết luận số 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet và mạng xã hội. Cùng với việc quán triệt nội dung cơ bản, những quan điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an huyện đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức hội nghị của Đảng ủy Công an huyện nhằm kịp thời triển khai và quán triệt các nội dung của các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ đó nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.